heo hàng cân 60, Đô Kim Bảo Nghệ An khố đỏ, Đô Văn Lộc Vĩnh Phúc khố xanh, hai đô Bò Sới. Hai đô xe đài. Tôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Giữa sân tiếp tục ở lúc 3 phút 30 giây hiệp 1, Đô Kim Bảo Nghệ An thắng. Trận thi đấu tiếp theo hạng cân 60,